Thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham cứu về Kinh Hoa Nghiêm ha. Hôm trước chúng ta đã nghiên cứu về mỗi sát na hải trong thế giới hải vi trần, mà trong mỗi thế giới hải vi trần gồm có các ma ni châu ngọc ha. Vì sự thanh tịnh của thế giới hải đem lại cho mỗi sát na, từ đó mà các hạt ma minh châu bửu ha, bửu quang minh hay còn gọi là bửu quang minh, trong mỗi sát na hải đều có điều thanh tịnh qua và rực sáng ha, rực sáng. Chúng ta thấy ha, sát thủy kiên cố ha, diệu trang nghiêm ha, quảng đại thanh tịnh quanh minh tạng ha, rang an trụ nơi hải, bửu hải liên hòa ha. Bửu hải liên hòa chính là sự thanh tịnh trong tâm, mà trong thế giới mà một thế giới hải vi trần đều vô lượng ha, đều vô lượng. Mỗi thế giới hải là có nhiều trong thế giới hải, đại thế giới hải, trong đó có các hải vi trần ha, mà từ đó mà các sát na của sát chạy sát chủng kiên cố diệu trang nghiêm ha. Sự trang nghiêm này là trong sự ha, trong ánh sáng của ngọc bửu châu ha. Vì vậy mà chúng ta thấy ha, sự mani ha, mani ở đây rất rất nhiều, bởi vì sự an trụ của trong thế giới hải liên hoa ha, hoặc là gì, hoặc là nơi hương thủy hải ha. Chúng ta thấy hương thủy hải là nước sông của nước biển của thủy hải đại dương, mà trong đó trong thế giới hải vi trần điều nhất. Chúng ta có 25 cõi giới thì chúng ta thấy sự thông thế giới hải ra là muôn trùng ha. Sau khi chúng ta rời bỏ thân phàm phu này ha, thì chúng ta sẽ có các tiếp tục vào các thế giới hải tiếp tục ha, để đi đến vòng sinh tử luân hồi ha. Nếu quý vị không tinh tấn tu tập ha, thì sẽ rơi vào vòng sinh tử ha. Hôm trước tôi đã chứng minh cho quý vị thấy được sự sinh tử luân hồi là vòng tuần hoàn ha, đó là không hề dừng, không hề đứt và không hề ngừng nghỉ. Vì sao vậy ha? Vì vạn vật được tạo bởi sao? Vạn vật của vũ trụ này được tạo bởi vòng sinh tử luân hồi, có sinh ác có tử, mà trên kinh Niết Bàn đã miêu tả rất rõ cho chúng ta được thấy được ha, hiểu được chưa? Nghĩa lý của kinh Tạng ha, bởi pháp tạng của Như Lai là điều không thể nghĩ bàn. Chúng ta không thể hiểu được hết diệu lý sâu xa của pháp tạng, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu rằng ha, sự hương thủy này là của một trong thế giới hải ha. Hình tu vật lễ để lỡ đàn cây ha, tất cả sát chủng khắp mười phương ha, quy khắp mười phương, mà chúng ta thấy được sự quang minh là thế, hoặc là hoa tạng vô bửu vận, hoặc là ánh lửa cấu thành, hoặc an trụ mani trong bất thoái ha. Như vậy thì quang minh mây đêm màu lửa sáng ha, phiền não loại vô biên thanh tịnh ha, hoặc dùng ngọn âm để nhớ là bất tư nghị của Phật lại, hoặc là do nguyên lực quán tiến ra ha. Như vậy thì chúng ta thấy được ha, trong thế giới hải có muôn ngàn ảnh ảo ha. Như vậy thì chúng ta thấy sự ảnh ảo này là quang minh ha, của ngọc bảo châu, là ánh sáng, là phản quang, là của các vị chư Phật ha, làm ánh sáng dịu mát trong tâm hồn của các đồng tu dân ở đây ha. Chúng ta thấy được ha, chúng ta thấy trong 28 cõi các cõi giới thì chỉ duy nhất có 4 cõi là thấy sự thống khổ, còn lại là được an lạc. Trong đó có cõi người là cõi dở dàng chứng đắc nhất ha, trong quá trình tôn tấn và tu tập. Như vậy thì chúng ta thấy cõi trời người là hai cõi mà dở dàng nhất ha. Vì sao? Vì ở tất cả các cõi giới khác ha, là một cái cõi giới khác 100 năm ha, thì quý vị tu 100 năm thì mới bằng một ngày đêm ở cõi trần gian, đó chính là cõi người, cõi trời. Như vậy thì chúng ta thấy được ở tất cả các cõi giới tu rất là lâu và khó khăn, trong khi đó cõi người chúng ta tu rất là nhanh ha, tu rất là nhanh. Tất cả sát hải các mười phương là như thế, phước nghiệp ha, phước nghiệp là bất tư nghị của Phật.
là nguyên lực vang ra tiếng, thần biển âm hành hình làm thở và tánh. Phước nghiệp như vậy ha, lưu hại của chúng sanh, công đức âm cũng vậy ha, xét chủng nổi muôn điều sai hơi hát, chẳng thở nghĩ bàn vô cùng cùng tập. Mười phương như vậy đều cùng khắp quảng đại trang nghiêm hiện thành thành tựu ha. Những cõi rộng lớn ở mười phương đều hiện vào trong thế giới này, dẫu không mười phương mà sao thiết không đến ha, mà sao thiết không đến, đem muôn xét ha, các chủng vào tất cả. Như vậy thì chúng ta thấy được sự trong thế giới hải rất là nhiều ha, mà mỗi sát chủng ở đây chúng ta thấy được công đức ha, công đức của các vị đại bồ tát ha, quảng đại trang nghiêm hiện thành ha, tất cả vào cùng không thừa, cũng không thiếu, không thừa ha, không thở tượng, không cũ và cũng không mới. Chúng ta thấy được sự đổi mới ha, sự thay đổi của lượng chất là quá trình ha, cho chúng ta thấy được sự thiếu và thừa, và vì không thiếu cũng chẳng thừa, nên sao, nên mỗi trong thế giới hải đều có các chủng tử, mà từ đó mà chúng ta thấy được ha, trong đó ha. Nên vì vậy mà trên kinh hô nghiêm là thế giới hải mà chúng ta dễ dàng nhận thấy được ha, bởi trong ha, các vị chư Phật đã miêu tả rất rõ ha, miêu tả rất rõ ha. Kinh hô nghiêm ha, là sự tường tận cho chúng ta thấy được sự an trụ trong thế giới hạ, mà ở đó thì điều sạch đều có tất cả các tướng của hạnh, các tướng hạnh của Phật ha, và các vị rồi tại Bồ Tát ha, tại Bồ Tát đều thấy được sự chạy khắp ha, rộng lớn và sự vô tận của tất cả điều tất cả của vũ trụ này ha, điều của các tạng của Như Lai ha, mà trên kinh điển đã thể hiện sự phát triển của các thần thông ha. Chúng ta thấy được các vị đại bồ tát ha, đã xưa kia kiếp tu hành trong thế giới hải chảy ngang qua cùng các biển lớn ha. Như vậy thì chúng ta thấy được sự công đức ngôn hạnh như vậy ha, công đức và ngôn hạnh như vậy đều sát đều vô tận vô biên, có sự công đức lớn lao đến như vậy ha, làm cho thế giới hải sao trở nên sao là một thế giới vô cùng là trang nghiêm ha, bởi các hạt châu báu mani bao quanh khắp thành lan can, mà hôm trước chúng ta đã gọi là thành lan can này gọi là thành kim can là một thành vàng óng rực rỡ trên kinh A Di Đà đã thể hiện rõ hơn, vì sự vàng óng và rực rỡ như vậy ha, làm cho các sắc chủng ha, đều có những thính âm ha. Chúng ta hiểu được thính âm và các vị chư Phật đang giảng kinh và thuyết pháp, như vậy thì thính âm các vạn vật ở nơi đó đều cũng vậy sao, đều làm bổn sự của bổn sự Phật là giảng kinh và thuyết pháp. Như vậy thì chúng ta thấy được ha, sự thính âm của một ngôn đem lại cho các vị chư Phật được hiểu nhau ha. Vì khi đã là đồng cư dân ha, đã là đồng cư dân ha, trung căn, thượng căn và hạ căn thì tất là sẽ truyền tải với nhau bằng thính âm ha. Sự truyền tải bằng thính âm là các vị chư Phật và Bồ Tát thường hay dùng ha, thường hay dùng sự diễn thuyết của âm thanh ha, đem lại cho sự y bất động ha, y bất động để sao để phàm phu chúng ta phải y giáo phụng hành ha. Y giáo phụng hành là tức là làm theo, làm đúng và làm đủ. Như vậy thì chúng ta ha, sự ứng nghĩa này đó y giáo ha, sự y giáo này chính là y bất động ha, chúng ta không thể gọi là trên kinh Niết Bàn ha, là ha, bất động động địa ha, bất động địa, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu rằng ha, sự thính âm là một quá trình truyền tải ha, cho việc mà các vị chư Phật và Bồ Tát cùng các vị đồng cư dân ha, nghe và thấu hiểu ha, đó là sự ha, để chi, để nhiều loại vô biên nào thanh tịnh ha,
quang minh rồi đêm mai sáng lửa lửa thay âm an trụ mani trong trong bất 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 trụ ha. Trong bất trụ an trụ mani ma chúng ta thấy mani là sự vì sự bất trụ ở đây nên chúng ta mới nhìn chúng ta mới thấy được ha các vị đồng tu ở đây là an trụ ha. Giống như khi thường trụ ha. Thường trụ ha. Tại sao lại thường trụ ha? Khi quý vị đã thường trụ tức là đã trong thường trụ trong tam bảo ha. Quý vị đã có trong tam bảo ha. Quy thường trụ này ha làm cho nhân duyên của quý vị được sao được bớt thôi chuyện ha. Người không chuyển này ha. Quý vị mới có tính tâm, từ có tính tâm mới có những hạt chủng tử, hạt chủng tử mà mỗi sát na trong đó đều là gì? Đều định mãi sẵn ha. Trong mỗi sát na làm cho tất cả các quý vị ha, quý vị đồng tu có thể khởi sinh được Phật tánh ha, khởi sinh được Phật tánh. Vì sao thế ha? Khi khởi sinh được Phật tánh ha thì sao? Công đức của quý vị mới thực hiện ha. Và từ đó quý vị sẽ được trao dồi cái lòng sao lòng đại bi của mình lên ha. Lòng đại bi của mình lên từ tâm thanh tịnh rồi từ đó quý vị mới yêu thương vạn vật tất cả muôn loài của chúng sanh đó là ý lời tôi nói ha. Đó là ý lời tôi nói có thể là và tôi nói lời chân thật lời đúng nghĩa. Như vậy thì chúng ta thấy được không? Chúng ta thấy được không? Khi một khi đã lòng thanh tịnh thì đã tăng ca thì lòng quảng đại trang nghiêm hiện thần lực. Như vậy thì chúng ta thấy được sự quảng đại của quý vị được nhân rộng lớn lên ha, được nhân rộng lớn lên làm cho các thần lực của quý vị được hiện ra. Như vậy thì sắc chủng mỗi nhân đều sai khác, được sai khác. Đó là nghĩa lý như thế ha. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.